Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là HAWA vừa phối hợp cùng Hội đồng Công nghiệp Nội thất Đông Nam Á gọi tắt là AFIC tổ chức diễn đàn nội thất Đông Nam Á với chủ đề là sức hút thị trường ASEAN với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngành gỗ trong và ngoài nước. Theo đó thì ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch HAWA cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng nhiều lợi thế có sẵn từ AFIC để khai thác thị trường. Kể từ khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN được hình thành vào cuối năm 2015, ASEAN được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng với dân số hơn 600 triệu người, đứng thứ 3 trên thế giới. Trong số đó, số người trong độ tuổi lao động gần bằng quy mô dân số toàn EU. Do đó, ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch HAWA cho rằng, ASEAN hoàn toàn có thể trở thành một nền kinh tế mạnh, thành trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới, nhờ vào nhiều lợi thế về tự nhiên và con người. Năm 2018, tổng sản lượng xuất khẩu đồ gỗ của thế giới là 150 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu đồ gỗ của toàn khối ASEAN đạt 12,1 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy ASEAN là trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn trên thế giới, với các thị trường tiêu thụ chính của ASEAN là Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Canada. Với quy mô và tiềm năng còn rất lớn, ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch HAWA cho rằng các nước trong khối ASEAN, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt, cần có sự hợp tác, liên kết với nhau, tận dụng lợi thế của AFIC để khai thác thị trường thế giới. AFIC sẽ là gần như là một trong những cái cầu nối như vậy, nhưng mà giống như một cái phát biểu của bên AFIC của Singapore thì tất cả cái nhu cầu về hợp tác đó luôn luôn phải đến từ cái nguồn cái lợi thực sự mà các doanh nghiệp nhận thấy. Và tôi tin rằng cái tình hình chung trong vùng cũng như trên thế giới sẽ giúp cho các doanh nghiệp sẽ thấy cái lợi đó nhiều hơn khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái thị trường rộng lớn của Đông Nam Á. Được biết, Hội đồng Công nghiệp Nội thất Đông Nam Á AFIC được thành lập vào năm 1987 với tư cách là tổ chức thương mại khu vực nhằm thúc đẩy lợi ích của ngành công nghiệp đồ gỗ ASEAN và các hiệp hội thành viên, được chứng nhận bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp ASEAN, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh. HAWA là thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia AFIC.